quân đội Nga vừa cho biết các lực lượng nước này đã tấn công Trà Sốp Gia bằng máy bay không người lái, pháo binh và bom lượn, đồng thời điều động số lượng lớn binh sĩ để giành được chỗ đứng trong thị trấn. Hiện binh sĩ Ukraine cố thủ trong thị trấn đang đối mặt với tình thế nghìn cân treo sợi tóc. Nhìn vào bản đồ, Rostislav Kasyanenko, đại úy của lực lượng bộ binh Ukraine cho biết có một dải đất rộng hơn 400 mét đã trở thành một trong những nơi nguy hiểm nhất trên tiền tuyến. Ông Kasianenko cho hay đây là gót chân Asin của chiến thuật Nga và chỉ vào một vùng đất không có người ở, với cây cối bị thiêu rụi và những tòa nhà bị sàn phẳng nằm giữa khu vực mà lực lượng Nga kiểm soát và thị trấn chiến lược Chasubya. Trong 6 tháng, đại đội của ông Kasyanenko và các đơn vị khác đã ngăn chặn quân đội Nga tiến vào vùng đệm để tiếp cận thị trấn Chasovya, vốn là cửa ngõ dẫn tới các khu vực còn lại của thị trấn Donetsk, mà Nga và Ukraine vẫn đang chiến đấu để giành quyền kiểm soát. Tuy nhiên, trong tuần này, lực lượng Nga đã đột phá, mở cuộc tấn công qua hai điểm trên kênh đào ở phía đông Chasovya. Bước tiến này có thể đánh dấu một động thái quan trọng của Nga hướng tới việc chiếm toàn bộ thị trấn. Nga đã từng bước đột phá ở dịp phía đông của Ukraine, chiếm từng ngôi làng trong khuôn khổ chiến dịch, giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực Donetsk hiện giờ đại đội của ông kasyanenko có nhiệm vụ phải ngăn chặn lực lượng nga thiết lập một vị trí trong vùng đệm để chặn đứng một cuộc tấn công toàn diện vào chasubia chasubia với trung tâm hậu cần pokrovsk đóng vai trò then chốt trong nỗ lực của moscow nhằm chiếm giữ một loạt các thị trấn ở vùng donetsk nếu hai thành trì này bị mất ukraine sẽ gặp thách thức lớn trong nỗ lực phòng thủ giới phân tích cho rằng nga đang chạy đua với thời gian để chiếm chasubia và pokrovsk trước mùa lá rụng có nguy cơ làm lộ ra nơi ẩn náu quan trọng của quân đội nước này và trước khi mùa đông tới khi mặt đất trở nên lầy lội trong một diễn biến đáng chú ý, Nga vừa tiến hành một cuộc không kích quy mô lớn vào Ukraine với sự tham gia của 135 máy bay không người lái. Không quân Ukraine cho biết, tính đến sáng ngày 18 tháng 10, các lực lượng giám sát trên không của nước này đã phát hiện và theo dõi 135 máy bay không người lái UAV của Nga. Các UAV này được phóng từ Kursk, Oren và Primorsk, Aktarsk. Theo báo cáo, cuộc tấn công của quân đội Nga đã bị đẩy lùi bởi lực lượng tên lửa phòng không, các đơn vị tác chiến điện tử và các nhóm hỏa lực cơ động của Ukraine, thống kê ban đầu cho thấy khoảng 80 máy bay không người lái của Nga đã bị hệ thống phòng không bắn hạ ở Odessa, Sumy, Cherkasy, Kiev, Zhytomyr, Kyivgorod, Chernihiv, Poltava, Kermanivsky, Rivne, Kharkov, Kherson, Lutsk và Vinnytsia. 44 chiếc UAV đã biến mất khỏi radar có thể do hệ thống tác chiến điện tử áp chế, hai chiếc UAV hướng về Belarus và 10 chiếc khác vẫn hoạt động trong không phận Ukraine. Được biết trước đó, chính quyền quân sự thủ đô Kiev đã báo cáo về cuộc tấn công của Nga và gọi đây là một trong những cuộc tấn công lớn nhất. Theo cơ quan này, các hoạt động chiến đấu trên không phận Kiev và ở ngoại ô thủ đô kéo dài hơn 4,5 giờ đồng hồ. Báo cáo sơ bộ cho thấy không có thương vong hoặc thiệt hại nào ở Kiev. Bộ Quốc phòng Nga mới đây tuyên bố quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát làng Maximialinitka, các thành phố chính Kurakove, ở vùng Donetsk phía đông Ukraine chưa đầy 10 km. Nga đang nỗ lực tiếp cận trung tâm hậu cần Pokrovsk, cách đó khoảng 50 km về phía Bắc. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ cho biết lực lượng Nga đã có những bước tiến gần đây về phía đông nam Pokrovsk, trong khi lực lượng Ukraine đã tiến về phía đông thành phố. Dữ liệu định vị địa lý cho thấy quân đội Nga hoạt động ở phía đông nam Pokrovsk đã giành được vùng lãnh thổ ở phía đông Lysivka, phía tây Novogrodivka chiếm được một cơ sở xử lý nước ở phía tây Novo và tiến dọc theo phía tây nam Zelidovo. Đồng thời, hình ảnh từ video cho thấy lực lượng Ukraine gần đây đã giành lại được các vị trí nhỏ gần Mykolaivka, phía đông Pokrovsk và phía tây Grodivka ngày 18 tháng 10, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết tình hình trên tiền tuyến vẫn căng thẳng. Tổng cộng có 210 cuộc giao tranh đã xảy ra trong ngày qua tại Ukraine, chủ yếu ở mặt trận Kurakove và Pokrovsk. Thông báo của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine nêu rõ, đối phương tận dụng lợi thế về nhân lực và trang thiết bị tiếp tục tấn công không ngừng vào các vị trí của chúng tôi. Lực lượng phòng thủ Ukraine đang kiên quyết ngăn chặn bước tiến của họ và gây ra tổn thất tối đa. Tổng cộng 210 cuộc giao tranh đã được ghi nhận trong ngày qua. Trên mặt trận Pokrovsk, lực lượng phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi 50 cuộc tấn công của Nga gần các khu định cư Sukabanka, Promin, Sukoyiyas, Novotoresk, Mikhailivka, Lysivka và Selidovo. Các cuộc tấn công tập trung nhiều nhất ở Promin và Selidovo. Trên mặt trận Kurakove, lực lượng phòng thủ của Ukraine đã đẩy lùi 47 cuộc tấn công của Nga, đặc biệt là ở các khu định cư Katerinivka, Antonivka và Geogipka sau trình bày của tổng thống ukraine Volodymyr Zelensky về kế hoạch chiến thắng, phương Tây đang bình luận về triển vọng Ukraine gia nhập NATO. Theo lời một quan chức trong chính quyền Tổng thống Joe Biden, Nhà Trắng một lần nữa tuyên bố rằng không có sự đồng thuận trong việc mời Ukraine gia nhập NATO. Quan chức này cho biết, có một cuộc thảo luận giữa các đồng minh NATO về lời mời. Hiện tại không có sự đồng thuận về việc đưa ra lời mời cho Ukraine, nhưng tại hội nghị thượng đỉnh NATO vào giữa tháng 7, tất cả 32 đồng minh đều xác nhận rằng Ukraine đang trên con đường không thể đảo ngược để trở thành thành viên. Vì vậy, câu hỏi đặt ra là là các chiến thuật làm thế nào để khuyến khích con đường đó và làm thế nào để đạt được sự đồng thuận về các bước tiếp theo. Trong cuộc họp báo tại Bruxelles, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cũng cho biết giữa các đồng minh không có thỏa thuận nào liên quan đến kế hoạch chiến thắng của ông Zelensky và lời mời của Ukraine gia nhập NATO. Ông Tusk cho hay tôi sẽ không nói rằng có sự hòa hợp hoàn toàn giữa các nhà lãnh đạo các nước eu trong bối cảnh đánh giá kế hoạch chiến thắng do ông volodymyr zelensky trình bày nhưng không ai mong đợi điều này nghĩa là không có gì mới xảy ra ở đây bạn biết đấy mọi quốc gia có quan điểm riêng về chiến tranh và cuộc chiến ở nga còn bộ trưởng quốc phòng ba lan Wadislaw Kosiniak Kasmi cho rằng không có sự ủng hộ nào cho kế hoạch của ông Zelensky ở EU và NATO. Ông Kasmi lưu ý không có sự nhiệt tình lớn trong cuộc họp của hội đồng EU hay tại trụ sở NATO liên quan đến kế hoạch vì tình hình ở mặt trận rất khó khăn, có sự mệt mỏi to lớn vì chiến tranh. Ngoài ra, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã bác bỏ những điểm chính trong kế hoạch chiến thắng của ông Zelensky do lo ngại chiến tranh sẽ leo thang hơn nữa. Phát biểu tại Bruxelles, Thủ tướng Scholz cho biết Ông sẽ chặn lời mời Ukraine gia nhập NATO. Ông đề cập đến hội nghị thượng đỉnh NATO gần đây ở Washington, tại đó không đạt được sự đồng thuận nào về vấn đề này. Mỹ và Đức đã phản đối điều đó, còn Hungary đã gọi kế hoạch chiến thắng là con đường ngắn nhất để bắt đầu một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba và kêu gọi NATO hạn chế sử dụng các biện pháp ngoại giao ông bala obans cố vấn của thủ tướng hungary nhấn mạnh rằng hungary không ủng hộ kế hoạch này nó nhằm mục đích leo thang thủ địch và lôi kéo các nước nato vào cuộc xung đột điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với hungary thay vào đó liên minh châu âu và tất cả các nước thành viên nên theo đuổi chiến lược hòa bình tập trung vào việc sử dụng các biện pháp ngoại giao thay vì gửi vũ khí và leo thang hơn nữa Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc NIS vừa cho biết Triều Tiên đã điều động khoảng 1.500 lính đặc nhiệm đến vùng Viễn Đông của Nga để tham gia huấn luyện và thiên nghi tại các căn cứ quân sự địa phương và có khả năng sẽ được triển khai để chiến đấu trong cuộc chiến ở Ukraine. Trong một tuyên bố, cơ quan tình báo quốc gia cho biết họ đã làm việc với cơ quan tình báo Ukraine và đã sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, nhận dạng khuôn mặt để xác định các sĩ quan Triều Tiên ở khu vực Donetsk Miền Đông Ukraine hỗ trợ lực lượng Nga bắn tên lửa. Trước đó, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, Tổng thống Hàn Quốc Jun Suk-jeon đã triệu tập một cuộc họp an ninh đột xuất với các quan chức tình báo, quân sự và an ninh quốc gia chủ chốt để thảo luận về sự tham gia của quân đội Triều Tiên trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Phía Hàn Quốc khẳng định mối quan hệ chặt chẽ giữa Nga và Triều Tiên đã vượt ra ngoài phạm vi vận chuyển vật tư quân sự khi thực hiện điều động quân đội. Đây là mối đe dọa an ninh nghiêm trọng không chỉ đối với Hàn Quốc. Hiện cả Nga và Triều Tiên vẫn chưa có phản ứng nào trước thông tin mà Hàn Quốc và phương Tây cáo buộc. Truyền thông Nga vừa đăng ảnh hiện trường cho thấy xe tăng kiên cố nhất thế giới Challenger 2 do Anh viện trợ cho Ukraine, đã bị UAV tự sát làn xét thổi bay tháp pháo. Los Tamos, trang phân tích thông tin tình báo dựa trên các nguồn công khai có trụ sở tại Nga cho biết, tháp pháo xe tăng Challenger 2 bị máy bay không người lái UAV tự sát làn xét, tập kích gần làng Steptukovka, tây nam tỉnh Kursk. Giới phân tích cho rằng, Challenger 2 có trung điểm yếu với các xe tăng hệ liên xô như T-64, T-72, T-80 và T-90 là đạn pháo được đặt phần lớn trong xe. Nếu bị chúng đòn đánh của đối phương sẽ kích nổ và thổi bay tháp pháo. Dù khoang đạn đặt trong thân xe, vốn được bảo vệ tốt nhất với nhiều lớp giáp kiên cố bao bọc xung quanh. Tuy nhiên hiện nay, UAV tự sát thường tấn công theo kiểu đột nóc chứ không đánh ngang sườn xe như vũ khí truyền thống nên vẫn dễ kích nổ. Hiện Bộ Quốc phòng Nga và quân đội Nga chưa bình luận về thông tin này. Nga đã được đà tiến ở mặt trận Zaporizhia trong vài tuần qua khiến Ukraine lo ngại về nguy cơ một mặt trận mới sắp xuất hiện có thể khiến Kyiv tiếp tục phải kéo căng nguồn lực. Theo Kyiv Independent đưa tin, nỗi lo ngại về một cuộc tấn công lớn hơn của Nga vào Zaporizhia đang gia tăng trong nội bộ Ukraine khi Moscow đã đạt được tiến triển dọc theo khu vực giáp danh giữa vùng nói trên và Donetsk. Nga cũng tăng cường không kích vào thủ phủ của Zaporizhia trong thời gian qua. Các chuyên gia phương Tây và Ukraine tin rằng còn quá sớm để nói liệu những động thái gần đây này có báo hiệu sự khởi đầu cho một cuộc tấn công lớn ở Zaporizhia hay không. Nhưng có vẻ kịch bản này khó xảy ra trong tương lai gần, khi Moscow vẫn đang tập trung ở Donbass. Ông John Hardy, phó giám đốc chương trình Nga tại Quỹ Bảo vệ Dân Chủ, nhận định với tờ Kiev Independent rằng Tôi nghi ngờ Nga có đủ nguồn lực để duy trì một cuộc tấn công như vậy, trong khi vẫn tiếp tục các hoạt động ở Donetsk, nơi dường như là ưu tiên hàng đầu. Trong khi đó, chuyên gia quân sự Korat Mizuka cho rằng quân đội Nga khó có khả năng tiến hành các hoạt động tấn công quy mô lớn ở tỉnh Zaporizhia vì họ đang phải tập trung nguồn lực cho các mặt trận quan trọng hơn ở Donetsk và cả Kursk, nơi mà Ukraine đã tấn công trong hơn 2 tháng qua. Theo ông, Nga dường như đang dùng kế nghi binh, cố gắng tạo ra cảm giác rằng họ sắp đánh lớn ở Zaporizhia để buộc Ukraine phải kéo căng lực lượng vốn đã bị dàn rất mỏng trong những tháng qua. Tổ chức ISW của Mỹ cũng nhận định Nga chưa dồn nguồn lực đủ lớn tới Zaporizhia để tấn công mạnh mẽ ở mặt trận này, mà vẫn ưu tiên nhiều nhất ở Donetsk. ISV cho rằng, Nga có thể tìm cách đánh lạc hướng đối thủ để buộc Ukraine phải phân tán nguồn lực. Mặt khác, Ukraine cũng đang trong quá trình kéo căng lực lượng. Họ đã dồn nguồn lực lên Kursk trong những ngày qua và đang phải nỗ lực bảo toàn thành quả của cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga. Ukraine liên tiếp mất thêm đất ở Donetsk trong những tuần qua là dấu hiệu cho thấy phòng tuyến của họ có khe hở nhất định. Nga có thể tận dụng tình trạng này để phát huy ưu thế vượt trội hơn về nguồn lực nhằm tạo đột phá ở Zaporizhia. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đổ lỗi cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vì góp phần khơi mào cuộc chiến với Nga. Bình luận của ông Trump làm dấy lên mối lo ngại rằng chính sách của Mỹ đối với Ukraine sẽ thay đổi nếu ông Trump đắc cử Tổng thống vào tháng 11 tới. Trong chương trình podcast PVD của nhà doanh nhân Mỹ Patrick David, Ông Trump chỉ trích nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky không chỉ thất bại trong việc tìm kiếm hòa bình với Moscow mà còn góp phần khơi mào cuộc xung đột với Nga. Trong suốt quá trình vận động tranh cử, cựu tổng thống cũng thường xuyên đổ lỗi cho ông Zelensky vì đã kêu gọi và nhận được hàng tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự của Mỹ kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào năm 2022. Ông Trump chia sẻ: "Điều đó không có nghĩa là tôi không muốn giúp ông ấy, vì tôi rất thương người dân Ukraine. Tuy nhiên, ông ấy không nên để chiến tranh xảy ra." đó thực sự là một cuộc chiến vô nghĩa ông trump còn từng gợi ý rằng ukraine có thể nhượng lại một phần lãnh thổ cho nga để đạt được thỏa thuận hòa bình một sự nhượng bộ mà kiev coi là không thể chấp nhận được